Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một kiến thức mới trong chương trình môn toán lớp 2, bài toán có tên là đường thẳng. Ở lớp 1, các em đã được làm quen với điểm đoạn thẳng và lên lớp 2, chúng mình sẽ được làm quen với đường thẳng. Vậy, đường thẳng và đoạn thẳng có điểm gì khác nhau? Chúng mình cùng đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Cô có một chấm tròn. Chúng mình có còn nhớ chấm tròn này trong toán học được gọi là gì không? À, chấm tròn này trong toán học được gọi là một điểm đấy các em ạ. Như vậy, cô có một điểm. Cô đặt tên cho điểm này là điểm A. Cô lấy tiếp thêm một điểm nữa. Cô đặt tên cho điểm này là điểm B. Cô dùng thước và bút để nối hai điểm A và B lại với nhau. Cô được một đoạn thẳng. Đoạn thẳng của cô có tên là đoạn thẳng AB. Các em lưu ý, khi chúng ta nối hai điểm A và B, chúng ta phải dùng thước. Tay trái chúng ta giữ vào thước, tay phải chúng ta cầm bút. Chúng ta đưa bút nối từ điểm A dựa theo mép của thước kẻ đưa sang điểm B. Như vậy là chúng ta đã được một đoạn thẳng AB rồi đấy các em ạ. Từ đoạn thẳng AB, cô lại tiếp tục dùng bút và thước để kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía. Bây giờ chúng mình có biết cô đã được gì không nào? À, khi kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía, ta được đường thẳng AB đấy các em ạ. Các em lưu ý, khi chúng ta kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía, chúng ta cũng dùng thước và bút. Các em đặt thước sao cho mép của thước trùng với đoạn thẳng AB, tay trái giữ thước, tay phải chúng ta cầm bút và kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía. Vậy là từ đoạn thẳng AB khi được kéo dài về hai phía, chúng ta đã được đường thẳng AB. Chúng mình cùng nhau quan sát lại đoạn thẳng AB và đường thẳng AB. Từ đoạn thẳng AB và đường thẳng AB, em có nhận xét gì về đoạn thẳng và đường thẳng nào? À, đoạn thẳng được giới hạn bởi hai điểm. Hay nói cách khác, hai đầu của đoạn thẳng được giới hạn bởi hai điểm. Vậy còn đường thẳng? À, đường thẳng có thể kéo dài mãi về hai phía. Như vậy là đường thẳng không bị giới hạn hai đầu bởi hai điểm các em ạ. Vậy chúng mình nhớ giúp cô, đoạn thẳng thì được giới hạn bởi hai điểm ở hai đầu, còn đường thẳng thì không giới hạn bởi hai điểm ở hai đầu mà đường thẳng có thể kéo dài mãi về hai phía. Cô có một đường thẳng. Trên đường thẳng này, cô lần lượt lấy 3 điểm, đó là điểm A, điểm B và điểm C. Các em hãy quan sát, suy nghĩ và cho cô biết 3 điểm A, B, C như thế nào với nhau. À, chúng ta có thể thấy 3 điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy là 3 điểm A, B, C là 3 điểm thẳng hàng các em ạ. Cô lại lấy một điểm D. Chúng mình hãy cho cô biết điểm D này có nằm trên đường thẳng không? À, điểm D không nằm trên đường thẳng các em ạ. Vậy theo các em, 3 điểm A, B, D có thẳng hàng với nhau không? À, 3 điểm A, B, D là 3 điểm không thẳng hàng.
Vậy chúng mình nhớ giúp cô, 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Hay 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng là 3 điểm thẳng hàng. Trong bài học này, các em cần nhớ giúp cô. Đoạn thẳng được giới hạn bởi 2 điểm. Đường thẳng có thể kéo dài mãi về hai phía. 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng là 3 điểm thẳng hàng. Để hiểu rõ hơn về đường thẳng, cô mời các em cùng đi làm các bài tập sau. Bài 1, vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây, dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó. Cô có 3 đoạn thẳng như hình A, B và C. Trong phần A, từ đoạn thẳng đã cho, cô dùng bút và thước kéo dài hai đầu đoạn thẳng về hai phía. Như vậy, cô đã được một đường thẳng và cô đặt tên cho đường thẳng này là đường thẳng MN. Ở phần B, từ đoạn thẳng đã cho, cô cũng dùng bút và thước kéo dài hai đầu của đoạn thẳng về hai phía, cô được một đường thẳng. Cô đặt tên cho đường thẳng này là đường thẳng CD. Từ đoạn thẳng đã cho ở phần C, cô lại dùng bút và thước kéo dài hai đầu của đoạn thẳng này, cô được một đường thẳng. Và đường thẳng này cô đặt tên là đường thẳng IK. Như vậy là từ các đoạn thẳng đã cho ở phần A, phần B, phần C, chúng ta dùng bút và thước để kéo dài hai đầu của các đoạn thẳng về hai phía, chúng ta được các đường thẳng. Sau đó chúng ta đặt tên cho các đường thẳng đó. Ở phần A chúng ta được đường thẳng MN. Phần B chúng ta được đường thẳng CD, phần C chúng ta được đường thẳng IK. Các em lưu ý khi đặt tên cho các điểm, chúng ta đặt tên, ghi tên bằng chữ cái in hoa các em nhé. Cô mời các em cùng đi vào làm bài tập số 2. Bài 2, nêu tên 3 điểm thẳng hàng, dùng thước thẳng để kiểm tra. Cô có hai phần, phần A và phần B. Trong phần A, cô có các điểm đó là điểm N, điểm M, điểm O, điểm P, điểm Q. Trong phần B, cô có các điểm đó là điểm A, điểm B, điểm O, điểm D và điểm C. Chúng mình cùng đi vào làm phần A. Ở phần A, 3 điểm nào thẳng hàng với nhau? Chúng mình hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết 3 điểm nào thẳng hàng với nhau. Chúng mình hãy dùng thước để kiểm tra lại nhé. À, trong phần A chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy 3 điểm thẳng hàng với nhau là 3 điểm O, M, N. Ngoài 3 điểm O, M, N thẳng hàng với nhau, chúng ta còn những điểm nào thẳng hàng với nhau nữa không? À, chúng ta còn có 3 điểm đó là 3 điểm O, P, Q cũng thẳng hàng với nhau các em ạ. Như vậy, ở phần A chúng ta có 3 điểm O, M, N thẳng hàng với nhau và 3 điểm O, P, Q thẳng hàng với nhau. Cô mời các bạn cùng chuyển sang phần B. Ở phần B, 3 điểm nào thẳng hàng với nhau nào? À, chúng mình có thể thấy 3 điểm B, O, D thẳng hàng với nhau. Ngoài 3 điểm này ra thì phần B có còn 3 điểm nào thẳng hàng với nhau nữa không? À, chúng ta còn có 3 điểm nữa là 3 điểm A, O, C cũng thẳng hàng với nhau các em ạ.
Chúng mình nhớ giúp cô, 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng, hay 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng là 3 điểm thẳng hàng. Và để kiểm tra được 3 điểm có thẳng hàng với nhau hay không, chúng mình hãy dùng thước để kiểm tra giúp cô nhé. Nếu như cả 3 điểm cùng nằm trên mép của thước, như vậy là 3 điểm đó đã thẳng hàng với nhau các em ạ. Cô mời các em cùng đi vào làm bài tập 3. Bài 3, kẻ các đường thẳng đi qua. A, 2 điểm cho trước. B, 1 điểm cho trước. Chúng mình cùng đi vào làm phần A. Ở phần A, cô đã có 2 điểm. Chúng mình có thể lấy ra vở của mình 2 điểm như vậy giúp cô và cho cô biết có bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm này. Chúng mình hãy dùng thước nối 2 điểm lại với nhau và cho cô biết là có bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm này nhé. À, như vậy chỉ có duy nhất một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt các em ạ. Từ 2 điểm cho trước, chúng ta chỉ kẻ được một đường thẳng, duy nhất một đường thẳng mà thôi. Chúng mình cùng chuyển sang phần B. Cô có một điểm. Từ một điểm này, chúng mình có thể kẻ được bao nhiêu đường thẳng nào? Các em hãy lấy một điểm ra vở và kẻ giúp cô các đường thẳng đi qua điểm đó nhé. Từ một điểm cho trước này, có phải chỉ có một đường thẳng đi qua không? Cô có một đường thẳng đi qua điểm này. Cô lại kẻ thêm được một đường thẳng nữa. Cô kẻ thêm được đường thẳng tiếp theo. Và cô có thể kẻ thêm được rất nhiều đường thẳng đi qua một điểm này. Chúng mình chỉ cần để lệch thước kẻ sang một chút là chúng mình đã kẻ được các đường thẳng đi qua điểm này rồi. Vậy, từ một điểm cho trước có bao nhiêu đường thẳng đi qua nào? À, có rất nhiều đường thẳng đi qua một điểm cho trước, hay có vô số đường thẳng đi qua một điểm cho trước. Vô số là chúng ta không thể đếm được số đường thẳng đi qua một điểm cho trước các em ạ. Vậy chúng mình hãy nhớ giúp cô, từ hai điểm cho trước chúng ta chỉ kẻ được một đường thẳng. Còn từ một điểm cho trước chúng ta có thể kẻ được rất nhiều đường thẳng đi qua điểm đó. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, cô mời các em cùng trả lời giúp cô các câu hỏi sau. Câu 1. 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm. A. Không cùng nằm trên một đường thẳng. B. Cùng nằm trên một đường thẳng. C. Phân biệt. 5 giây cho các em suy nghĩ và trả lời. Đáp án đúng là B, cùng nằm trên một đường thẳng. 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng các em ạ. Câu 2. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt? A, 2 đường thẳng. B, rất nhiều, vô số đường thẳng. C, một đường thẳng. Đáp án đúng là C, một đường thẳng. Có một đường thẳng duy nhất đi qua hai điểm phân biệt cho trước. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau.